À, thế giới đài chúc mừng chào đón các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Trước mắt các bác đây là một siêu phẩm, một chiếc đài sáp GF 1000 bản hết số của hãng sáp. Đây ạ. Năm 1986 thì hãng sáp đã dồn toàn bộ tinh hoa vật lực của mình cho ra một phiên bản cuối cùng của dòng sáp. Và bản sáp này nó sản xuất giới hạn chỉ có 1000 chiếc trên toàn đất nước Nhật. Và sau khi sản xuất 1000 chiếc thì sản phẩm đài cassette tạm dừng không sản xuất nữa. Đấy, vì thế nên là bản này cũng là bản đánh dấu cái bước ngoặt cũng như là cái lịch sử phát triển của thương hiệu đài sáp. Năm 1986 thì chiếc này nó trị giá khoảng tầm 80 triệu tiền Việt Nam. Nếu quy ra thấp thì thời điểm đó Việt Nam đã đổi tiền rồi thì các bác biết là giá trị của chiếc này nó là vô cùng hiếm. Vì thế nên là những chiếc 3 số 7, 3 số 9 thì ở Việt Nam có, nhưng mà những năm 86 đến 90 thì chiếc 1000 này ở Việt Nam gần như là cực kỳ hiếm, vô cùng hiếm luôn. Con này về trong tình trạng đẹp xuất sắc. À, riêng chiếc sáp 3, những cái chiếc sáp 3 số 7, 3 số 9 thì cái mặt này nó không đáng lưu tâm, nhưng mà riêng chiếc 1000 thì mặt, cái mặt phay hôm này của nó thì cực kỳ đáng lưu tâm. Đấy. Bởi vì các bác biết là những chiếc mà đẹp ấy thì cái bản thân cái mặt phay nhôm này nó phải còn phải đẹp, mặt đẹp bằng nhôm bác nhé. Đấy, vì thế nên là nếu trường hợp mà nó đã bị xuống màu hoặc xước sáp thì những chiếc này nó không có giá trị nhiều và giá của nó rất rẻ, nhưng mà những chiếc mà nó đẹp thì gần như là giá của nó vô cùng mắc. À, trong tháng vừa rồi thì em đã giao dịch với bốn bác, có một bác ở Đà Nẵng đã ra tận nơi để xem và mua hàng chiếc 1000 này, và một bác đã thuộc sở hữu là một bác ở Tuyên Quang. Bác đấy năm lúc bác xuống đây mua là bác ấy con chia sẻ là năm 86-90 tôi đã từng phải mơ ước rất nhiều để mua chiếc này nhưng tôi không mua được, và tôi thấy Thế Giới Đài đã bán chiếc này vì thế tôi xuống tận nơi tôi xem. Và một bác khách hàng ở Đà Nẵng thì đã bay tận nơi để xem và mua. Đấy, chiếc này thì em mới về hàng, các chức năng vẫn đang chạy, đẹp thì rất là đẹp. Em sẽ quay video chi tiết sản phẩm cho các bác. Con này chắc dọn nhẹ bởi vì cửa này nó tốc độ nó hơi chậm và cửa này thì chưa chạy, méo tiếng. Vì thế nên là em sẽ dọn một thay dây cu loa. Trong quá trình dọn một thay dây cu loa em sẽ quay video lại cho các bác. Đấy. Những chiếc này thì nó thật với các bạn nó không hề rẻ đâu ạ. Rồi, em sẽ quay chi tiết cho các bác nhé. Thank you.
Cửa số 2 này thì cassette vẫn chạy. Vì thế nên là em sẽ test cho các bác. Cửa này thì dây cu loa thì đã bị đứt rồi. Đấy. Em sẽ test một đoạn ngắn cho các bác để các bác biết chất âm của nó. Đây bằng thì em cho đây rồi. Áo người trinh nữ. Vài lời về thăm người yêu bé nhỏ, mượn chàng dây trắng gói đến tâm tình. Đường xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khóe mắt xanh tìm đâu, từ bao lâu cách xa cho nhạt hai má, đừng nhìn mây tím những lúc trong, đừng cho tình thâm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân, mùa xuân đẹp nhất trần gian. Tuyến đầu vòng tay ôm súng ngỡ rằng người yêu, hòa châu vụt sáng không gian, kết nên hoa tình bằng ý chờ mong, đẹp lòng người yêu tròn mơ ước rồi. Vòng tay ôm nhớ đêm bước đêm đi, nghìn năm một bóng hình khó quên, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp bầu lời về thăm người yêu bé nhỏ, mượn chàng dây trắng gói ghém tâm tư, đường xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khóe mắt xanh tìm đâu, từ bao lâu cách xa đừng buồn đừng cho nhạt hai má hồng, đừng nhìn mây tím những lúc trong mong, đừng cho tình thâm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng đẹp nhất trần gian. Đêm tuyến đầu vòng tay ôm súng ngỡ rằng người yêu, hoa châu vụt sáng không gian, kết nên hoa tình bằng ý chờ mong, đẹp lòng người yêu tròn mơ ước rồi. Vòng tay ôm nhớ đêm bước
năm một bóng hình, khó quên hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp chất âm của các dòng sáp trong cái một số mã bao gồm có 3 số 7, 3 số 9 và 919909, và con sáp 1000 này thì chất âm của nó thì vô cùng hay nhưng giá của nó thì cũng vô cùng mắc. Em xin tạm dừng phần giới thiệu chiếc đài sáp GF1000 bản hết số của hãng sáp ở đây. Đầu video thì em có nói là sau năm 1986 bản này thì hãng sáp không sản xuất nữa, thì em xin đính chính lại là sau cái bản 586 ra cái bản 1000 đấy thì hãng đài sáp không sản xuất tại trên đất nước Nhật nữa mà sản xuất ở nước thứ ba. Bởi vì em vừa có tra tài liệu là sau một năm 1986 thì chính phủ Nhật Bản nó có một số những cái thay đổi về công nghiệp của Nhật Bản. Vì thế nên tất cả những nhà máy sản xuất của hãng, các hãng về công nghiệp đều phải chuyển sang một nước thứ ba. Ví dụ chuyển sang Trung Quốc, chuyển sang Hồng Kông, rồi là chuyển sang các nước có cái quỹ đất cũng như là cái vốn tài nguyên khác để mà sản xuất. Bởi vì ở cái nền công nghiệp của Nhật Bản nó tránh tình trạng là những ô nhiễm. Vì thế nên là đến tận hiện tại bây giờ thì đất nước Nhật Bản nó cũng có một số những cái khu công nghiệp nhưng mà nhỏ thôi. Thế còn lại là các nhà máy sản xuất về linh kiện điện tử cũng như là các nhà máy sản xuất khác thì đều được sản xuất ở các nước khác. Đấy. Thế giới đài xin tạm dừng ở phần quay chiếc đài sáp GF1000 bản hết số tại đây. Những bác nào quan tâm đến sản phẩm trên thì có thể liên hệ với em để sở hữu. Ngoài ra thì bên em nhận đặt mua tất cả các sản phẩm đồ điện tử gia dụng từ Nhật hoặc từ Đức, từ Pháp, từ Anh thông qua con đường đấu giá hoặc mua qua eBay. Những bác nào quan tâm thì có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp đấy để em tư vấn. Xin tạm dừng phần giới thiệu phần test chiếc đài sáp GF1000 hàng mới cập bến. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.